tên mặt. Roy Peer Contact được trang bị dòng bút dính nhất của nhà Roy. Đố anh em biết là bút gì đấy. Hàng mới vẫn có giá tốt cho anh em trải nghiệm. Và phiên bản này có tên đầy đủ là Roy Peer Contact Gold X Blubing, mở bán ở Việt Nam với giá loanh quanh tầm khoảng 2,5 triệu. Nhưng mà Việt Nam hình như giờ hết hàng rồi. Tôi trong clip thì anh em nào muốn trải nghiệm mình để lại với giá là 1,7 củ. Một đôi duy nhất size 9. Ok, giờ thì cùng xem phiên bản này có gì nhé. Cảm nhận sự nhẹ nhàng rõ ràng ngay khi cầm trên tay. Phần backhand sử dụng chất liệu vải cao cấp, kết hợp với một số chi tiết dập nổi 3D. Đai cuốn cổ tay dạng một vòng. Và cái phần màu trắng có chữ Peer Contact này là làm bằng chất liệu latex nha em nhé. Như mình chia sẻ ở đầu video, mặt bút được đánh giá dính nhất của nhà Roy Gold X Blubing. Dòng bút này là sự nâng cấp của Gold X cổ điển của Roy. Và dòng này độ bền rất là yếu luôn. Anh em chơi ở sân cỏ nhân tạo phải có kỹ năng giữ găng tốt ấy. Về form găng thì là dòng form chuẩn size, ôm tay, mỏng, nhẹ nhàng cho cảm giác tay tốt. Còn anh em nào thích sự dày dặn chắc chắn thì đôi này không phải là sự lựa chọn đâu nhá. Không biết anh em có giống mình không, khi mà càng chơi lâu thì anh em lại càng hướng đến những mấy mẫu găng kiểu nhẹ nhàng như thế này hơn so với mấy mẫu găng đồ sộ với cả dày dặn. Còn anh em thấy sao về phiên bản này của Roy, comment chia sẻ ở dưới nhé. Roy hiện tại mình còn tầm khoảng hơn chục đôi giá thanh lý cho anh em trải nghiệm. Anh em nào cần thì có thể liên hệ nhé, và đừng quên follow mình để đón xem nhiều clip về găng hơn nữa.